Chuyển sang câu hỏi thủy sản đến từ khán giả Đặng Xuân Thắng tại Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0919, 3 số cuối là 078. Khán giả có hỏi như sau: ao rộng 1 mẫu, sâu 1,2 mét nước. Trước đây thì ao dùng để nuôi cá giống, sau đó tôi chuyển sang nuôi cá thương phẩm. Ao hiện đang thả cá chấm và chép được 10 ngày. Mấy hôm nay thì thấy cá chấm đỏ mang, trắng mang, chóc vẩy, hậu môn đỏ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Vâng, xin mời chuyên gia Bùi Quang Tề tư vấn cho khán giả. Thì chúng ta biết rồi, đối với chấm cỏ thì cứ mùa xuân và đầu hè và mùa thu là thường hay bị bội nhiễm mấy cái bệnh. Thứ nhất là bệnh sốt rét do virus, bội nhiễm thêm cả bệnh vi khuẩn, bệnh đốm đỏ do vi khuẩn. Thứ hai là nhất là mùa xuân này có thể bị cả bệnh nấm thủy ni. Nên là một lúc cá chấm cỏ của khán giả là bị ba loại bệnh, nên là chúng ta phải dùng những cái thuốc mà chúng tôi tư vấn như thế này. Cái thứ nhất ấy, là chúng ta có thể dùng cái thuốc thảo dược KN0412 để cho cá ăn để phòng trị cả bệnh vi khuẩn và bệnh virus, với liều lượng là 4 gram cho 1 kg cá ăn trong một ngày cho ăn 5 đến 7 ngày. Và vitamin C thì 1 gram vitamin C cho ăn được 3 5 kg cá cũng ăn trong một ngày cũng 5 7 ngày. Và đối với nấm thủy mi thì chúng ta có thể dùng cái thuốc kháng nấm là Anthivu, nhiều sử dụng trong nhà sản xuất, cũng 1 tuần cho 1 lần để diệt tất cả cái nấm thủy mi cho cá. Và nhớ định kỳ cho tôi là 10 đến 15 ngày thì dùng thuốc khử trùng để diệt tất cả các cái tác nhân gây bệnh, thí dụ như vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng. Tức là khoảng từ 10 đến 15 ngày là nên dùng 1 lần. Và để diệt tất cả các mọi người, và để đảm bảo cho cá nó sẽ khỏi bệnh và ít khi phát bệnh, và chúc khán giả xử lý thành công. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Bùi Quang Tề. Thưa bà con.